Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chuyên gia nói gì trước tiết mục thi năng khiếu khó đỡ của đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2019? Cuộc thi Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2019 đang diễn ra những hoạt động cuối cùng trước khi tìm được chủ nhân chiếc vương miện vào tối ngày 26 tháng 10. Mới đây, các thí sinh bước vào phần thi tài năng trước ban giám khảo. Đại diện Việt Nam là Hoàng Hạnh chọn hát ca khúc Tàu Anh Qua Núi, xuất hiện với tà áo dài chỉnh chu trên sân khấu. Song khi cất tiếng hát, người đẹp sinh năm 1992 lộ rõ chất giọng trên vô. Những nốt cao của Hoàng Hạnh còn bị chê như hết hơi. Nhiều người cho rằng đây là phần thi thảm họa của Hoàng Hạnh khi cô hát như bị bóp cổ, phá nát bài hát vốn rất hay của nền âm nhạc Việt Nam. Tàu Anh Qua Núi là bài hát khó, nên với giọng hát của Hoàng Hạnh, khán giả nhận thấy ca khúc này đã vượt quá tầm xử lý của người đẹp. Hoàng Hạnh đánh mất kiểm soát ngay từ khi bắt đầu hát. Sự chệch choạc trong cao độ khiến tiết mục trở nên hài hước khi trên phô liên tục. Ca khúc Tàu Anh Qua Núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Ca khúc này gắn liền với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Chia sẻ về phần thi này của Hoàng Hạnh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cho biết: ban đầu tôi tưởng đó là thí sinh có chuyên môn về âm nhạc, chứ một thí sinh thi sắc đẹp mà hát thì hát dở là chuyện bình thường thôi. Vì với một người có chuyên môn, bài hát này cũng khó. Tàu Anh Qua Núi đối với ca sĩ trẻ, họ cũng phải có thời gian luyện tập thì mới hay được. Một thí sinh sắc đẹp, chọn bài hát này cũng dũng cảm đấy chứ. Nên động viên bạn ấy hơn là ném đá vì hát ca khúc này. Ca sĩ Hải Yến chia sẻ về phần hát của Hoàng Hạnh. Bạn ấy khá dũng cảm khi chọn bài hát này để biểu diễn. Nó quá sức với bạn ấy thật khi Hạnh không nâng nổi bài hát này. Nhưng cũng bình thường thôi, bạn ấy thi sắc đẹp chứ không phải thi âm nhạc. Hy vọng Hạnh sẽ rút được kinh nghiệm là nên chọn bài hát vừa sức của mình, không thì lại thành thảm họa. Hoàng Hạnh năm nay 27 tuổi, cao 1m76, số đo 3 vòng 88-63-94. Kiên Trang sắc đẹp uy tín Mixology dự đoán cô lọt top 15, dù người đẹp Việt vẫn còn nhiều hạn chế về khả năng ứng xử và giao tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.